Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngày thứ ba nhận hồ sơ đăng ký dự thi, nhiều hồ sơ đã bị loại do thí sinh kê khai nguyện vọng đăng ký dự thi chưa chính xác về mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển. Nguyên nhân phản ánh của một số trường, một số địa phương là do thí sinh sử dụng các tài liệu, nguồn thông tin hướng dẫn thi và tuyển sinh không chính thống, hoặc dựa vào tài liệu của những năm trước chưa cập nhật. Để đảm bảo đăng ký xét tuyển chính xác, tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần tham khảo thông tin trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ hoặc trang thông tin điện tử chính thức của các trường đại học cao đẳng. Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi, tuyển sinh. Đặc biệt, lưu ý thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển. Những nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ bị loại vì phần mềm không chấp nhận. Hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Tuấn tại xã An Nhơn, huyện Đà Tẻ, làm nghề nấu rượu đã 17 năm nay. Theo ông chia sẻ, một năm gia đình ông sử dụng 40 khối củi với chi phí trên dưới 8 triệu đồng chỉ để nấu rượu.